Bên chưa mở mic. Alo, nghe rõ thầy nói không? Có Thầy đọc đáp án của buổi trước nhá, dạng 1 ấy. Làm ở nhà chơi đây. Thầy bảo các bạn làm hết dạng 1 cho thầy thôi. Buổi sau mình học dạng 2, dạng 3. Ok không nhỉ? Nào, xét đáp án một tí nhá. Thấy sai câu nào thì bảo ngay nhá. Thầy khác kết quả của mình làm ấy, thì bảo cho thầy. Mở mở phiếu ra đi. Nhớ in phiếu tự làm nhá, đừng có mà lười in phiếu ra. Thế nào đáp án này? 1D, 2D này, 3D, 4A, 5C, 6B, 7A, 8B, 9A, 10B, 11A, 12C, 13B, 14D, 15C, 16B, 17C, 18C, 19A, 20B, 21C, 22A, 23C, 24C, 25A, 26C, 27B. Đáp án dạng 1 đấy. Đơn giản vậy thôi. Cố gắng tự giác làm nhá, chăm chỉ vào. Có nghe kỹ đáp án không? Chăm chỉ làm mà nhá. Thế tóm tắt là buổi trước này. Thế tóm tắt là buổi trước. Thì cả buổi trước của mình ấy, mình quan tâm là gì đấy nhỉ? Mình chỉ quan tâm là gì thôi. À, nếu y phẩy dương thì hàm số thế nào? Hàm số thế nào nhỉ? Hàm số đồng biến. Đúng không? Y phẩy âm thì hàm số thế nào nhỉ? Nghịch biến không? Còn y phẩy bằng không thì sao? Hàm số không đồng biến cũng không nghịch biến, tức là nó là hàm hằng. Còn nhớ không nhỉ? Chốt lại cả ba cái hôm trước mình học nha, tức là y phẩy dương và y phẩy âm đấy, tính đồng biến nghịch biến mình đẩy qua y phẩy. Còn y phẩy bằng không thì mình chưa chưa biết. Nói thẳng là y phẩy bằng không ấy thì mình không có tính đồng biến, không có tính nghịch biến. Hiểu thầy không nhỉ? Đấy là dạng một hôm trước chỉ thế thôi nha. Và sơ đồ làm thì nó hết rồi đấy. Cả buổi hôm trước là cái quan trọng nữa là cái nhiệm chẵn và nhiệm buổi buổi lẻ ấy. Nhiệm buổi chẵn và nhiệm buổi buổi lẻ là hai cái mình quan tâm. Thì mình sang dạng 2 này. Dạng 2. Dạng 2 là tìm điều kiện. Tìm điều kiện. Tìm điều kiện của M. M là ẩn thôi, tham số thôi. Của M để hàm số đồng biến hoặc là nghịch biến trên tập xác định. Nhớ nhá, trên tập xác định. Ok không nhỉ? Thì cái này này, mình lại có một tí lý thuyết sau này.
mình lại có lý thuyết nha. Mỗi phần mỗi dạng ấy mình lại có lý thuyết riêng. Thì lý thuyết này thầy cho y bằng fx được chưa nhỉ? Fx xác định và xác định và có đạo hàm. Có đạo hàm trên K. Trên K nhé, K mình hiểu nôm na, hiểu nôm na thì có xác định của nó ấy. Và là có đạo hàm trên trên K. Hàm số y bằng fx xác định và có đạo hàm trên K. Thì nhớ cho thầy này. Hàm số đồng biến trên K. Câu hỏi mình là đồng biến chúng ta xác định khi nào mà? Thì suy ra ngay y phẩy nó phải lớn hơn bằng bằng không với mọi x thuộc k. Ok không nhỉ? Với mọi x thuộc k. Ok không? À còn nếu hàm số nghịch biến, hàm số trên k thì suy ra ngay là y phẩy là nhỉ? Y phẩy nhỏ bằng không với mọi x thuộc k. Được chưa nhỉ? Y phẩy nhỏ bằng không với mọi x thuộc k. Đây là cái lý thuyết mình dùng nhá. Đây chính là cái lý thuyết mình sẽ dùng trong bài này. Nhớ thầy là có dấu bằng nhá, có dấu bằng. Thì trong lý thuyết xe này mình sẽ có những chú ý sau là những cái trường đặc biệt đấy. Trường đặc biệt là nếu y phẩy nó bằng không ấy, nếu mà giả sử mình có trường hợp này, nếu y phẩy bằng không với mọi x thuộc k, nhớ thầy nhá, phải là từ với mọi nhá, thì suy ra ngay là hàm số không có tính đồng biến hay là nghịch biến. Nhớ thầy nhá, nếu y phẩy bằng không với mọi x thuộc k thì suy ra ngay là hàm số không có tính đồng biến hay nghịch biến. Hiểu thầy không nhỉ? Cái chú ý thứ hai, thầy nói rồi, khi mà có tham số nhá, khi mà có tham số ấy là y phẩy phải có dấu bằng không, tức là lớn hơn hoặc bằng hoặc là bé hơn hoặc bằng. Ok không? Nhưng mà mình có một trường đặc biệt này là nếu nếu y có dạng là hàm như thế này, hàm ax cộng b chia cx cộng d, được chưa? Hay nói cách khác là hàm bậc 1, hàm bậc 1 chia bậc 1 đấy. Thì sao? Thì nhá, thì bỏ dấu bằng đi. Thì bỏ dấu bằng. Thì bỏ dấu bằng. Nhớ nhá, thì bỏ dấu bằng. Tức là gì nhỉ? Tức là gì? Mình chỉ còn gì thôi. Y phẩy dương, chỉ có y dương là âm thôi nhá. Y phẩy dương thì đồng biến. Y phẩy âm thì nghịch nghịch biến. Bây giờ nhớ chưa nhờ? Chỉ có duy nhất hàm này nhá, là hàm bậc 1 trên bậc 1. Thì mình bỏ dấu bằng đi. Ok không? Y phẩy dương thì đồng biến, y phẩy âm thì nghịch nghịch biến. Mà đấy ở chú ý em nhỉ. Ok chưa? À, thầy nhắc lại cho mình một cái nốt nhá, cái nốt của phương trình bậc hai thôi, mình sẽ dùng bây giờ luôn đây. Một cái nốt mình dùng nó bây giờ nhá.
nhắc lại cho mình đến một cái nốt này. Nên cái nốt đóng khung bằng cho thầy nhá, là thầy cho hàm số y bậc 2, hàm số bậc 2 ax bình cộng bx cộng c, hàm bậc 2 nhá, a hay không, được chưa? Thầy cho cái này a hay không. Thì đầu tiên này, nốt cho thầy là y lớn hơn 0, cái này là với mọi x nhá, với mọi x của r. Khi nào? Khi và chỉ khi là a dương delta âm, delta âm hoặc là delta phẩy âm cũng được, tùy mấy đứa nhá, delta âm hoặc là delta phẩy âm. Ok không nhỉ? Nhớ lại cho thầy, nếu đây có dấu bằng, nếu thằng y có dấu bằng ghi hai màu như thầy nhá, nếu đây có dấu bằng, được chưa, thì đây cũng có dấu bằng. Ok không mấy đứa? Đấy. Tương tự, y âm khi nào? Y âm với mọi x của r khi nào nhỉ? Khi và chỉ khi là a âm và delta âm. Được chưa? Nếu đây có dấu bằng thì đây cũng có dấu dấu bằng. Hoặc là delta phẩy nhá. Cho lại cũng thế này. Còn nhớ delta bằng gì không? Với delta bằng gì nhỉ? Delta nó chính là b bình nhá. Trừ đi 4ac. Ok nhỉ? Hoặc delta phẩy mình sẽ bằng gì? Bằng b phẩy bình, nhưng mà trừ đi ac. Với b phẩy bằng b chia cho mấy? B phẩy mình chia trên 2. Đóng khung cho thầy cái nốt này vào nhá. Mình sẽ dùng cái nốt này nhiều đấy. Ok không nhỉ? Nói chung buổi hôm nay nhiều bài tập đấy nhá. Mình là cố gắng làm cho thầy đấy. Buổi sau thì bắt chụp vở nhá. Làm nghiêm túc vào. Mình sẽ yêu cầu chụp vở đấy. Xong chưa mày đứa? Thế thì là ví dụ nhá, là ví dụ này. Ví dụ 1 đi. Mình sẽ có tầm 6 7 ví dụ gì đấy. Nào ví dụ 1 này. Để cho luyện tập nhá. Ví dụ 1. Thầy cho y nhớ cái nốt này của thầy là hàm bậc 2 nhá, bậc 2 nhá mày đứa. Nhớ cái nốt vậy, y bằng cái này. Y bằng gì? X mũ 3 trên 3 trừ 2x bình cộng mx cộng 1 chấm. Câu hỏi này, tìm m để hàm số đồng biến trên nào? Trên R. Tìm M để hàm số đồng biến trên R. Tìm M để hàm số đồng biến trên R. Câu này cơ bản thôi. Mấy đứa nghe nhá, không hiểu chỗ nào ấy bật mic lên hỏi đấy. Không phải là không bật mic thì chat lên nhóm hỏi. Không phải là im đâu. Đầu tiên này,
Là tập xác định là gì nhỉ mấy đứa nhỉ? D bằng gì? Bằng R. Vì sao là R nhỉ? Vì hàm này của mình là hàm đa đa thức đúng không? Đa thức bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 ấy, bậc nào cũng được thì ta xác định nó đều là R. Cái thứ hai này là y phẩy bằng gì? Là x bình trừ đi 4x bằng m. Bây giờ nhá, yêu cầu bài toán này, yêu cầu bài toán nó tương đương gì hàm số đồng biến, đồng biến không, tức là y phẩy mang số gì hả mấy đứa? Hàm số đồng biến tức là y phẩy mang số gì nhỉ? Dương. Dương thế á? Thầy vừa dạy rồi, xem lại lý thuyết. Những bài toán có tham số nhá, những bài toán có tham số thì mình phải dùng y phẩy thế nào nhỉ? Y phẩy nó sẽ lớn hơn hoặc bằng bằng không. Nhớ chưa? Nào, tương đương gì nhỉ? Tương đương gì? Tương đương gì? Là x bình trừ 4x cộng m lớn hơn bằng bằng không. Cái này là với mọi x của r không? Được chưa? Thế bây giờ nhá, thằng này của mình ấy nó chính là hàm bậc 2 chưa? Hàm bậc 2 chưa? Mà mình yêu cầu gì nhỉ? Yêu cầu nó lớn hơn bằng không với mọi x của r chưa? Vậy tương đương gì nhỉ mấy đứa nhỉ? Nhìn lý thuyết, A mang dấu. Bài này B chẵn đúng không? Bài này hệ số B chẵn nên mình sẽ dùng delta phẩy. B delta phẩy. Delta phẩy mang dấu nhỏ hơn bằng bằng không. Giống lý thuyết cho thầy nhá. Giống theo lý thuyết. Ok không nhỉ? Vậy đây mình tương gì? A là mấy mấy đứa nhỉ? A là hệ số nhân x bình ý. A bằng 1. Dương chưa? À kể luôn. Luôn đúng. Đúng không nhỉ? Delta phẩy. Delta phẩy là gì nhỉ? Bạn này B phẩy là mấy? B phẩy là trừ 2 không? Vậy delta phẩy sẽ là trừ 2 bình này. Trừ đi AC thì là trừ M không? Phải nhỏ bằng không không? Vậy dễ dàng. Cái nào luôn đúng không phải ghi nữa. Tức là M các bạn giải ra thế nào đây? Cái là số 4 này. M nó phải lớn hơn bằng 1. Đó. Đơn giản vậy thôi. Mời xem với nhau. Không hiểu chỗ nào hỏi thầy luôn. Có mắc gì bài này không? Mắc gì không nhỉ? Không ạ. Cũng nhẹ nhàng thôi đúng không? Nào thầy đi ví dụ 2 nhá, cho bài tương tự với tự làm nhá. Ví dụ 2 này. Câu hỏi tương tự là tìm m để hàm số. Tìm m để hàm số y bằng x mũ 3 trừ đi m cộng 1 nhân x bình cộng 3x trừ m. Hàm số này đồng biến trên R nhá. Tìm m rồi, làm thử 1 phút, làm thử nào, 1 phút tự làm rồi thầy hỏi nhá.
Alo, nghe thầy rõ thầy nói không? Nó có bị đít ra ngoài hay gì ấy? Alo, nghe rõ không nhỉ? Có. Rồi, thầy gọi một đứa làm nhá. Nào. Phương Linh, Quang Minh nào, có mic không nhỉ? Dạ. Nào, là cùng thầy nhá. Đầu tiên là gì nhỉ em nhỉ? Tập xác Tập xác định đây là gì? định D Đây bằng R, hàm mang thức đúng không? Y phải bằng gì nhỉ? D bằng 3x Tiếp. trừ 2m cộng 1x Tiếp. Cộng mấy em nhỉ? ba. Rồi. Nào bây giờ yêu cầu bài toán không? Yêu cầu bài toán tương đương gì nhỉ? Tương đương là y phẩy lớn hơn bằng không. Tương đương gì nhỉ? X bình trừ 2m cộng 1x cộng 3 lớn hơn bằng không. Đúng ý của em rồi. Đúng rồi, ok. Bài này tương đương gì thế em? Tương đương tiếp. Tương đương là A Mang dấu gì? Nhìn lý thuyết bên cạnh. lớn hay không? A lớn hơn không? Tiếp nhỉ? Là delta. Bạn nên chọn delta gì? Delta phẩy cũng được. Như bài này mình chọn delta gì cho ngắm nhỉ? Phải Phẩy mang dấu gì? nhỏ hơn bằng không Đúng rồi. Nào làm cùng thầy nào. A bằng mấy? ba Dương, cái luôn đúng đúng không? Tiếp. luôn đúng bên đa phần Ra gì nhỉ? là B phẩy là bao nhiêu em? B phẩy thế là gì? B phẩy là B chia 2. B. B của em là gì nhỉ? B của em là trừ B 2 là nhân ra đúng không? 2. Vâng. B phẩy thế là gì? Trừ của một Từ cộng một M cộng 1 thì sẽ là gì nhỉ? Nói chung là trừ là m cộng một tức là bình này, bỏ dấu trừ đi không sao cả, bình phương là như nhau, trừ đi mấy trừ AC đâu, a nhân C là mấy? a là chín. Đúng rồi, nhỏ bằng không. À đến đây thì luôn đúng không phải ghi đâu. Em rút gọn lại cho thầy ra là m bình cộng 2m trừ 8. Bấm máy tính cho thầy đi. Vậy m thuộc khoảng nào? Biết bấm máy tính không? Có Ừ. mở thuộc trừ 4 đến 2 ạ. 2 và trừ 4. Hai và trừ 4. Cho Vâng. đoạn nào? Rồi trừ 4. Cho tới Trừ mấy? 4. Tới 2. Em hiểu chưa? Vâng. Có bạn nào thắc mắc gì không Hai bài đầu thầy cho hệ số A khác không rồi nhá. Ví dụ 3 này này là thầy cho hệ số A bằng 0 nha mấy đứa nhá. Tức là mình phải chia trường hợp đấy. Chia trường hợp cho thầy nhá. Ví dụ 3 nào.
Đây là nghịch biến nhá, nghịch biến trên R. Câu hỏi vẫn thế nhá, vẫn là tìm M được chưa nhỉ? Đây là số nghịch biến trên R. Nào thì bài này nhá. Để sơ làm mất nhân tự này. Đầu tiên là tập xác định đúng không? D bằng gì nhỉ? Bằng R này. À, mình có y phẩy bằng bao nhiêu? Mx bình. Mx bình. Đúng không nhỉ? Trừ đi gì? Trừ đi 4 nhân với cả. Sorry, mình đã bỏ dãy số 2 nhé, cho số đẹp. Bỏ dãy số 2 đi. Cho số đẹp nhé. Nó sẽ là 2 nhân 3M cộng 1 nhân x cộng 9M. Bỏ dãy số 2 nhé, cho nhiệm đẹp. Thôi nhiệm xấu đấy. À, bài này nhá. Bài này này, mục tiêu là gì nhỉ? Mục tiêu mình là gì? Đối với những bài mà có hệ số A mình chưa biết thì mình sẽ làm theo sơ đồ sau. Mục tiêu là gì? Y phẩy mình chưa biết là bao nhiêu đúng không? Mục tiêu là y phẩy phải mang dấu gì nhỉ? Nhỏ bằng không. Nhưng mà ở đây mình có a của mình ý, là mình chưa biết nó khác không hay bằng không cả. Thì kiểu này là một nhé. Vậy mình sẽ chia trường hợp một này. Mình sẽ làm như sau: trường hợp một m bằng không. Có hiểu m bằng không ở đâu không? Thì chia trường hợp a bằng không và a khác không mà. M bằng không vậy suy ra y phẩy bằng gì nhỉ? Thay vào y phẩy cho thầy, nó sẽ là gì? Trừ đi 2x đúng không? À, trừ đi 2x này, trừ đi 2x. M yêu cầu mình là gì đây? Y phẩy phải nhỏ bằng không không? Cái nhỏ bằng không khi nào nhỉ? Khi x lớn bằng không. Loại hiểu sao loại em mấy đứa? Hiểu sao loại không? Yêu cầu mình là cả trên R. Tức là nó phải luôn âm với mỗi x của R không? Như đây nó chỉ âm khi x dương thôi. Hiểu vấn đề không nhỉ? Nên không phải trên cả R đúng không? Nên mình sẽ phải phải loại. Trường 2 là M khác không? Vậy khi đó yêu cầu bài toán nó sẽ tương đương gì? Tương đương là y phẩy phải nhỏ hơn bằng không với mỗi r, hay cách gì nhỉ? Y phẩy là cái kia rồi, tương đương gì? A âm này và delta phẩy phải nhỏ hơn bằng bằng không. Ở đây a là mấy mấy đứa nhỉ? A bài này là mấy? A là m đấy đúng không? Chờ chút để xóa cái này. Nào, tức là m sẽ nhỏ hơn không này. Đây là phẩy là gì nhỉ? Đây là phẩy. Bài này mình dùng b, đây là phẩy nha, sẽ là 3m. 3m cộng 1 này. Bình phương này. Trừ đi gì nhỉ? Trừ đi AC tức là trừ đi 9m. Phải nhỏ bằng không. Hai thì viết ra đây tương đương đi. Tương đương là m nhỏ hơn không này.
Nhớ ngoặc này mình phải lấy dao nhá. 9 mà bình đây, 9 mà bình. Rút gọn lại cho thầy. Mình là 6M cộng 1 phải nhỏ bằng 0 không? Hay giải ra cho thầy là m bé bằng 0 và hoặc là và m bé trừ 1/6. Nhưng mà trục số cho thầy nhá, trục số này. Cái đầu số 0 này nhỏ hơn 0 đúng không? Quay bên trái bỏ gì? Bỏ cái này đi. À, trừ 1/6 ở đâu? Đây là trừ 1/6 này. Trừ 1/6. Nhỏ hơn trừ 1/6. Mình bỏ bên này đi. Đúng không? Chúng ta nhìn trắng cái gì nhỉ? Thấy trắng từ âm 1 cùng đến trừ 1/6 không? Vậy chốt lại cho thầy là m sẽ nhỏ bao nhiêu? Trừ 1/6. Nếu ngoặc này là lấy dao nhá. Ngoặc này này. Ngoặc này là ngoặc dao nhá. Dao nhá. Dao. Thầy vừa biểu diễn lại dao hai chục số cho mấy đứa rồi đấy. Giao cho thầy nhá. Đọc lại bài này đi, thắc mắc chỗ nào hỏi luôn nhá. Phải chia trường hợp A bằng 0 và A khác khác 0. Không chia trường hợp thì có những bài mình sẽ bị thiếu nhiệm. Thiếu nhiệm, hiểu vấn đề không nhỉ? Và thừa nhiệm. Nhớ đây cái đấy. Kết luận của mình nhá, kết luận của mình là phải lấy cả hai trường hợp. Tức là nhiệm của trường hợp 1 hợp với trường hợp 2, hiểu vấn đề không nhỉ? Phải lấy hai cái đấy cho thầy. Thắc mắc gì bài này không? Nó hơi dài ở chỗ là mình phải chia trường hợp nhá. Nào bây giờ cho luyện tập bài tương tự này. Cho mình làm này nhá. Có nhìn cái file PDF thầy đang chạy không nhỉ? Nào. Làm thầy có 34 nè. Là này có 34 nhá. Có 34. Đáp án là gì? Thử làm đi. Đi thi đại học hay hỏi kiểu này này. Có bao nhiêu giá trị nguyên của M? Tức là họ chỉ lấy M nguyên thôi. M nguyên thôi. Nhớ đây nhá. Để hàm số gì đấy đồng biến trên R. À, một phút làm thử nha, kết quả ra bao nhiêu.
Đáp án gì nhỉ? Có ai ra chưa? C, một đứa là C này, là cùng làm nhá. Nào, đầu tiên là y phẩy bằng gì mấy đứa nhỉ? Y phẩy bằng gì? Y phẩy sẽ là m x bình này trừ đi 2 trừ đi 4 đúng không? Trừ đi 4 mx trừ 4 mx cộng 3 m cộng 5 đúng không? Mục tiêu của mình là gì nhỉ? Nó phải lớn bằng không không? Lớn bằng không với mẫu x của r. Có hiểu vì sao lớn bằng không không? Vì có đồng đồng biến, thầy gọi đây là một nhé. Nào thầy sẽ trừ một này. A bằng không tức là m bằng không không? M bằng không tương đương gì nhỉ? M bằng không suy ra ngay y phẩy là bao nhiêu? Thay vào đây cho thầy, nó sẽ bằng 5 không? A cái lớn bằng không với mấy x r chưa? Rồi, vậy suy ra ngay m bằng không thỏa mãn. Nhớ cho thầy nhá, m bằng không nó là một giá trị nguyên đấy, hiểu không mấy đứa? M bằng không nó là một giá trị nguyên thỏa mãn. Trường hợp 2, m khác không, vậy yêu cầu bài toán không? Yêu cầu bài toán tương đương gì nhỉ? A mang dấu dương, bên là phẩy mang dấu âm. A dương tức là gì? Tức là m mang dấu dương này. Bên là phẩy. Ở đây b là trừ 4m không? Vậy b phẩy sẽ là trừ 2m tất cả bình này. Đúng không? Trừ AC tức là trừ đi m nhân với cả 3m cộng 5. Nó phải nhỏ bằng không. Hai các bạn giúp lại cho thầy, sẽ là m lớn hơn không và gì nhỉ? M bình trừ 5m nhỏ bằng không. Cái trên nhá, các bạn bấm máy tính m lớn hơn không này, cái dưới bấm máy tính cho thầy. Thì các bạn m ra thuộc khoảng bao nhiêu? Khoảng từ 0, đoạn từ 0 đến 5 này, ngoặc vuông là lấy dấu bằng nhá. À nhưng mà lấy dao lại. Nhìn thầy nhá. Thằng trên là không có không không? Thằng này không có không này. Thằng dưới có không không? Vậy giao lại của mình nó sẽ thuộc làm gì? 0 đến 5. À vậy kết luận. Kết luận nhá. Kết luận của mình là gì? Là mình phải lấy cái trường hợp 1. Lấy cái sao. Kết luận vậy M nhá. M sẽ thuộc cái sao hợp với hai sao không? Nhớ này nhá. Kết luận của mình ý. Phải lấy cái m thuộc trường hợp 1 này hợp với m thuộc trường hợp 2. Tức là mình lấy sao hợp với hai sao không? Mình sẽ ra cái gì? Thằng trên là mình lấy m bằng 0 không? Thằng dưới của mình là thuộc khoảng 0, 5, bỏ 0. Vậy hợp vào vẫn là gì nhỉ? Từ 0 đến 5. Có dấu bằng hai đường mút nhá. Từ 0 đến 5 có mấy giá trị nguyên mấy đứa nhỉ? Từ 0 đến 5 có bao nhiêu giá trị nguyên? Chia có 6m nguyên. 6m nguyên nhá. Vậy đáp án nó phải là gì nhỉ? Ta anh phải là đây. Ok không? Từ 0 đến 5 có 6 giá trị nguyên nhá. Vậy đáp án nó là D. Nhìn kỹ cái thầy này, trường hợp 2 nhá, trường hợp 1 m bằng 0 thay vào đây. Thỏa mãn không? Đồng biến này mà. Bằng 5 là một số dương nhá. Với mọi r chưa? Rồi. Tức là m bằng 0 thỏa mãn. Hiểu không nhỉ? Trường hợp 2 của mình ý, là m khác 0. Thì mình ra được gì? Mình ra được m thuộc cái khoảng từ 0 đến 5 không? Lấy vào dấu bằng tại 5 và bỏ dấu bằng tại 0 không? Là trường hợp 2. Nhưng mà kết luận của mình ý, kết luận của mình là phải lấy một hợp với hai, lấy cái sao hợp với cái hai sao. Cái sao mình là lấy m bằng không không, cái hai sao mình là bỏ đi m bằng không, nhưng mà hợp vào chúng ta hiểu chúng ta là hợp vào như kiểu cộng rồi ấy, cộng vào với nhau, vậy tức là mình vẫn lấy không. Hiểu vấn đề không nhỉ? Nên là tránh, nên thầy mới bảo chúng mày phải chia hai trường hợp, hiểu thấy không? Phải chia hai trường hợp để tránh mất nghiệm nha. Ok không nhỉ?
chia 2 trường hợp để tránh mất nghiệm nha. Thắc mắc gì bạn này không nhỉ? Các bạn học online ở nhà nhớ nghiêm túc cho thầy nhé, học một cách nghiêm túc đây, không phải vào cuộc chơi đâu. Không mà chúng mày học được một tí chứ mày thoát ra ngoài đâu. Thắc mắc gì không? Một cách tương tự nhá, để cho quen này. Làm thì câu 35 đi. 35 thì sẽ gọi cùng làm này. Tương tự thì trong 1 phút nhá. Làm này 35 kết quả ra bao nhiêu? Làm 35 cho thầy đi. Nó làm gì nhỉ? Có ai ra chưa? Nào thì các bạn làm cùng thầy nhá. Xem có làm không? Nào, một bạn nào, Mai nào, Mai đây 6 nào. Mai nào. Dạ em đây ạ. Nào, y phải bằng gì em nhỉ?
Y phải bằng 3 nhân 4 trừ m bình. Nhân 3 bình nhân 4 trừ m bình. Tiếp. Cộng 2 nhân m trừ 2 nhân x ạ. Rồi, tiếp. Cộng m trừ 1 ạ. Cộng m trừ 1. Trời ơi. À, không có. Hết rồi. Hết rồi. Mày phẩy bằng sai này á. Không nhìn cái x này à. 1 à, cộng 1 à. Thôi đến giờ đạo hàng còn sai. Mày có ngồi làm không này? Có à. Cái này yêu cầu thế nào nhỉ? Bé hơn hay lớn hơn? Đồng biến trên. Đồng biến tức là bé hay lớn hơn nhỉ? Cái là lớn. Lớn hơn ạ. Lớn hơn có bằng không? Có ạ, lớn bằng ạ. Với mỗi x thế nào? Với mỗi x trục r. Có hiểu sao với mỗi x trục r không nhỉ? Vì sao nhỉ? Vì sao hả Mai? À. Vì sao lại với mỗi x trục r nhỉ? Vì... Đề bài yêu cầu là gì đây? Đồng biến trên R. Đề bài yêu cầu là... Vâng, vâng. Đồng biến trên đâu thì với mấy thuộc cái đấy? Đơn giản đấy thôi mà sao? Mang phân đi nhỉ? Nào bây giờ mình chia vào trường hợp nhỉ? Thầy gọi đây là 1 nhá. Trừ 1 là gì? Trừ 1 là M bằng 0 ạ. Sao lại M bằng 0? Em hiểu là A bằng 0 và A khác 0. Ở đây A là bao nhiêu? Biết ngay mà chúng mày sẽ không hiểu cái gì mà ra cái này mà. 3. 3 nhân cái gì? A là một cái cụm nhân x bình ấy. Là một cái số nhân x bình, mày hiểu không? 4 trừ m bình. Bằng mấy? Bằng mấy nhà Mai nhỉ? Bằng 0 ạ. Biết ngay mà bài này chúng mày sẽ sai mà. Bằng 0 ạ. Biết rồi, phải hiểu nhá. A là cái gì? A là cái một cụm ấy mà nhân với x bình, hiểu không? Thì bài trước của thầy là mx bình thì a mới là m, hiểu chưa? Bài này của thầy phải là gì? 3 nhân 4 trừ m bình bằng 0 nhá. Bấm máy tính cho thầy, m bằng bao nhiêu? Cộng trừ 2 đúng không? Ok chưa? Nó có Mai rồi. Dạ đây em đây. Em đang tính thầy. Nào, vậy tính như thầy nhá. Với m bằng 2, vậy xưa y phẩy bằng bao nhiêu? Thay vào y phẩy cho thầy. Với m bằng 2 thay vào y phẩy cho thầy. Là ra cái gì? Thay y phẩy đây này, y phẩy đây này. Là ra gì Mai nhỉ? Em đang tính thầy ạ. Bằng 1 ạ. Ừ, bằng 1. Cái này dương chưa? Luôn dương chưa? À, cái này với mọi x cho R chưa? 1 là số luôn dương đúng không? Với mọi x cho R, vậy xem M bằng 2 có lấy không nhỉ? M bằng 2 có. Rồi, thỏa mãn đúng không? Rồi, trường hợp 2 em là gì? Tuần tiếp, còn tiếp nữa. Với m bằng trừ 2 không? Vậy y phải bằng gì nhỉ? Vâng. Bằng trừ 2 y phải sẽ bằng gì? Với m trừ 2. Y phải bằng gì nhỉ? Bằng 9 ạ. Bằng 9 đâu ra đấy em? Sao mày thay số vào mà cũng sai vậy? Thay vào cái này bằng 0 này, đúng không? Thay vào đây nó sẽ là gì? Trừ 8x cộng 1. Đùa, giờ thay số vào thôi mà cũng... Quay ra nhầm.
Phải lớn bằng 0 đúng không? Lớn bằng 0. Vậy thì là x nào? X phải thế nào nhỉ? Vâng. Nhỏ bằng phần 8 lấy hết loại. Cái lấy hết loại nhỉ? Loại. Vì sao loại? Vì cái này đang tìm cái đồng biến trên đó. Vì đề bài yêu cầu mình là phải luôn dương với mấy chữ R đúng không? Nhưng mà rõ ràng là thằng Y phẩy với mơ bằng chữ 2 này. Y phẩy nó chỉ dương khi nào thôi. Khi x nhỏ bằng phần 8 thôi. Có phải cái R không? Không, nên loại hiểu chưa? Rồi mình sang trường hợp 2 là 3 nhân 4 trừ M bình khác không đúng không? Vậy M khác bao nhiêu? M khác cộng trừ 2 chưa? M khác cộng trừ 2. Vậy yêu cầu bài toán tương đương gì nhà Mai nhỉ? Đến đây cơ bản rồi. Tương đương bài toán là A lớn hơn 0 ạ. A dương gì nữa? Delta thế nào? A dương. Delta nhỏ hơn hoặc bằng 0 ạ. Phải nhỏ nó bằng 0 đúng không? A là gì nhỉ? Ở đây A là 3 nhân 4 trừ M bình ạ. Lớn không? Delta phẩy bằng bao nhiêu? Ở đây delta phẩy là M trừ 2 trừ cho M2 bình nhân 3 nhân rồi rồi 1 trừ 2 bình B phẩy bình trừ AC. Bây giờ cái delta tính sai thế này. Sai rồi học trừ 3 nhân mấy gì? 3 nhân 4 trừ M bình nhỏ bằng 0. Cái trên giúp bọn nó thấy sẽ là gì nhỉ? Chia cho 3 đi, 4 trừ M bình lớn 0 đúng không? Cái dưới sẽ là gì? Giúp bọn sẽ là 4 M bình này thì cho kết quả luôn. Thôi mất thời gian quá, chục phút rồi chưa xong câu này. Trừ 4M trừ 8 nhỏ hơn bằng 0. Cái trên bằng máy tính cho thầy M thuộc khoảng nào? Trừ 2, 2 thuộc khoảng hẳn hoi. Đúng là trừ 2, 2 không? Trừ 2 đến 2. Cái dưới bằng máy tính cho thầy thuộc khoảng nào nhỉ? Đó là trừ 1 đến 2 không? Bấm máy tính. À, mình phải lấy dao hai cái này nhá. Lấy dao nháp này. Dao nháp này. Dao nháp này. Thằng M này là thuộc khoảng trừ 22 không? Hoặc tròn đúng không nhỉ? Mình bỏ cái gì? Bỏ phần ngoài đi. Đúng không? Thằng M dưới là thuộc cái khoảng gì? Trừ 1 đến 2. Ngọc vuông đúng không? Bỏ cái gì? Bỏ cái viên này đi. Vậy mình trắng cái gì hơn mấy đứa nhỉ? Trắng cái gì? Trắng từ... từ trừ 1 cho đến 2. Nhưng mà 2 này ở trên là không có dấu bằng 2 đúng không? Ở dưới có bằng 2 chưa? Mấy đây phải ngọc tròn. À, thầy gọi đây là sao nhá. Cái trường hợp 1 là sao này, thỏa mãn này. Cái này là 2 sao này. Vậy kết luận là gì nhỉ? Kết luận M phải thuộc gì nhỉ? Sao hợp với 2 sao không? Trường hợp 1 là mình lấy M bằng 2 chưa? Trường hợp 2 của mình là đoạn từ trừ 1 đến 2. Bỏ cái số 2 đi. Tức là không có 2 đấy. Nhưng mà hợp với trường hợp 1 là có 2 không? Vậy kết luận là gì nhỉ? Vẫn là trừ 1 cho tới. Tới 2 thôi. Trong khoảng từ trừ 1 đến 2 có mấy số nguyên? Vậy M sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ 1, 0, 1, 2. 4 số nguyên đúng không? Với đáp án gì nhỉ? Đáp án D. Hiểu chưa? Thằng Đức vẫn sai đấy, vẫn C đấy. Đọc ghi chép là tiền hoi nhá.
Mà đấy ở số nguyên là gì không? Số nguyên là m thuộc z này, thuộc z. Đúng không nhỉ? Tức là nó là trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân 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 đấy. Nó tính cả số âm, hiểu vấn đề không nhỉ? Thắc mắc gì lớp bài toán này không? Nhớ bài tập trong phiếu làm cho thầy hẳn hoi vào nhá. Viết ra vở hẳn hoi vào. Một sao bắt chữ vở đây. Thằng Nhật có hiểu không này? Thằng Hà Đắc Nhật này này. Hiểu được cái này không? Ghi bài xong chưa nhỉ? Mình sang ví dụ 4 nha. Rồi sang ví dụ 4 này. Thầy cho này, thầy cho y bằng x trừ m chia x cộng m. Câu hỏi vẫn đơn giản thôi. Tìm m để hàm số đồng biến trên nào, trên tập xác định nha, tập xác định. Thầy ghi lại công thức đạo hàm cho mấy đứa quen này. 2x cộng b chia cho c cộng d không? Cộng d thì mình có y phải là bao nhiêu? Chéo chính là AD, chéo chính là AD trừ đi BC chia cho C cộng D tất cả bình, hiểu chưa? Bạn nào mà không biết công thức này ấy, thì ghi thầy công thức này vào nhá, đạo hàm đấy, làm nhanh nào. Thầy vẫn làm mẫu này, bài này thì làm mẫu, bài sau tự làm. Tập sắp đây, D bằng gì nhỉ? X khác trừ m không? Tức là r đi trừ đi thằng trừ m. Mày có hiểu, mày đấy hiểu không này? Vì sao x trừ m, x cộng m khác không mà. X cộng m khác không, thế x khác gì? X khác trừ m không? Đấy, ok chưa? Bây giờ mình có y phẩy nhá. Y phẩy nào? AD là gì nhỉ? AD chéo chính. Chéo chính này. Chéo xuống cho thầy nó sẽ là gì? M trừ đi chéo phụ vểnh lên là trừ m không? Chia gì nhỉ? Mẫu số bình sẽ bằng 2m không? Ok chưa nhỉ? Bây giờ nhá, hàm này đặc biệt ở chỗ nào nhỉ? Đọc cho thầy lại cái chú ý cho thầy đi. Đọc lại cái chú ý. Hàm này là hàm bậc 1 trên bậc 1 không? Bậc 1 trên bậc 1 chưa? Nên là khi mà câu hỏi đồng biến hay nghịch biến ý, thì y phẩy của mình nó chỉ dương hoặc âm thôi, không có dấu bằng. Có nhớ không nhỉ? Vậy mình tới đây mình có yêu cầu bài toán. Yêu cầu bài toán tương đương gì? Y phẩy nó chỉ dương thôi. Đồng biến y phẩy dương. Với mọi x khác gì nhỉ? Khác trừ m không? Ok không nhỉ? Y phải dương khi nào? Khi phải chỉ khi là gì? 2m chia cho x cộng m bình. Phải dương không? Nhưng mà bạn nhìn cho thầy này. Thằng mẫu mình luôn dương chưa? Mẫu mình luôn dương chưa? Nên mình quy đường bỏ mẫu luôn. Không đảo chiều, có nhớ không nhỉ? Mẫu luôn dương, quy đường bỏ mẫu không đảo chiều. Tức là 2m phải mang dấu dương không? Vậy chốt lại m thế nào nhỉ? M phải mang dấu. M mang dấu dương. Dễ không? Đấy. Ok không nhỉ? Xem lại đi, không hiểu hỏi luôn thầy nhá.
Mà là sau ngờ có thể làm thêm ví dụ 5 nhá. Đọc đi, thắc mắc thì hỏi luôn. Ví dụ 2 thì gọi bạn của làm nguồn thầy nhá. Bạn Trang của Quang Minh nè. Quang Minh không? Bạn Trang nào ở Quang Minh ấy. Có mic không nhỉ? Dạ, em ạ. Làm cùng thầy nhá. Đầu tiên ta xác định của em là gì? Tôi xác định là D bằng R. R á? Điều kiện em là gì? Em nhìn có mẫu không? Có mẫu không? Mẫu thì phải điều kiện là x trừ 2m phải khác gì em nhỉ? Có. Phải khác không không? Tức x khác bao nhiêu? Không. X trừ 2m khác không, chuyển về x khác gì? X khác 2m em hiểu không? X khác 2m. Vậy D xong bằng R trừ đi gì nhỉ? Ôi ạ. 2m. Hiểu chưa? Nào, y phẩy bằng gì em nhỉ? Nào, chéo chính là bao nhiêu? AD đấy, chéo chính là bao nhiêu nhỉ? Thầy giảng lại cái đoạn đấy đi ạ. 2m. Em nhìn công thức này. Y bằng cái này không? Thì y phẩy sẽ là AD trừ BC chia cho C cộng D bình không? Công thức em ok chưa? Rồi. Ở đây A là mấy nhỉ em nhỉ? A là mấy? A là cái số nhân x ở trên tử ấy. 2m. 2m nhân mấy gì? D là bao nhiêu? D là trừ 2m không? Cộng D mà. Tức là cộng với trừ 2m mà. Ok không nhỉ? Chéo chính này. Trừ đi chéo phụ. BC là bằng BD, BC là bao nhiêu? B là trừ 1 này. 1 trừ 1. Trừ 1 nhân mấy gì nhỉ? Nhân mấy 1. Hiểu cái này chưa? Đúng. Chia cho gì nhỉ? Chia cho gì? Mẫu số bình phương tức là x trừ 2m. X trừ 2m tất cả bình. Em thu gọn lại cho thầy bằng cái gì nhỉ? Trừ 4m. Trừ 4m. Hiểu bình không? Bình trừ đi. Trừ á. Phải là cộng, gì nhỉ? Cộng 1 ạ. Cộng 1. Chia gì? Đúng chưa? X trừ 2m tất cả bình. Rồi. Thì yêu cầu bài toán không? Đề bài bảo gì ấy nhỉ? Đề bài bảo gì? Bảo gì đấy? Dịch biến. Dịch biến tức là y phẩy mang dấu gì nhỉ? Âm. Âm đúng rồi. Với mọi x thế nào? Nhỏ hơn không? X nhỏ hơn không đâu. Điều ta xác định là gì? X khác 2m mà. Vâng. Em hiểu chưa? Rồi ạ. Đó, y phải là gì nhỉ? Vừa tính rồi, tương đương gì nhỉ? Trừ 4m bình cộng 1 không? Trên cho x trừ 2m. Trên x trừ 2m tất cả bình. Phải nhỏ hơn không không? Nhỏ hơn không. Em nhìn cái mẫu luân dương chưa? Rồi. Bình phương là một số luân dương không âm mà. Ở dưới mẫu. Vậy quy đồng bỏ mẫu đi. Quy đồng bỏ mẫu không đảo chiều. Tức là còn lại 4m bình
cộng 1 phải nhỏ hơn 0 không? Cộng 1. Nhỏ hơn 0 chưa? Rồi. Biết bấm máy tính không? Vậy bấm cho thầy M thuộc bằng nào? Biết bấm không nhỉ? Chọn đúng chiều cho thầy nhá. Chiều mình là chiều nhỏ hơn 0 đấy. Chọn đúng chiều. Ra M thế nào nhỉ? Một phần bốn đến không. Sao lại một phần bốn đến không? Bấm cái gì đấy? Ô. Thầy hỏi thật, biết bấm máy tính không đây? Ra một phần bốn với không nhỉ? Sao ra một phần bốn với không? Bấm lại xem nào. Bấm phương trình bậc hai mà em, bấm đúng chiều cho thầy vào. Ra bao nhiêu mấy đứa nhỉ? Nhỏ hơn trừ 1 phần 2. Âm vô cùng đến trừ 1 phần 2. Hợp với gì? Hợp với cả. Có phải mấy đứa ra này không? Nó ra là M nhỏ hơn trừ 1 phần 2 không? Rồi phẩy một cái M lớn 1 phần 2 không? Có ra thế này không? Vâng. X đấy. Tức là mình vâng ạ. 1 phần 2 đến dương vô cùng không? Hiểu vấn đề không nhỉ? Đến đây bấm máy tính sai hơi phí ấy nhá. Kết quả bấm ngay sẵn miệng rồi đấy. Trang hiểu bài này chưa Trang? Kế đoạn cuối bấm kiểu gì á? Máy tính em máy tính gì? Máy tính 570 à? Đâu Trang đâu rồi? Vâng ạ. 570 VN à hay là ES? Em đây rồi. Máy tính 570 S. S à? S thì không có rồi. Thì em bấm S thì phải trong trắng ngoài cùng thôi. Em nhớ quy tắc trong trắng ngoài cùng không? Em ra hai nhiệm là 1 phần 2 và 1 phần 2 trừ 1 phần 2 không? Trong trái ngoài cùng, có nhớ quy tắc trong trái ngoài cùng không nhỉ? Tức là trong khoảng hai nhiệm thì trái dấu với hệ số A ấy. Thì ở đây A em là dấu gì? A em là dấu trừ 4 không? Âm không? Vậy trong trái ngoài cùng tức là trong trái sẽ là trong dương, ngoài sẽ là âm âm. Hiểu chưa? Rồi ạ. Đấy, còn không thì nên mua máy tính mới nhé. Nên mua máy tính mới. Nên mua máy tính mới nhé thầy. Hoặc là vâng. Trên điện thoại của em ấy, em tải cho thầy cái app này nhá. Tải cho thầy cái app FX 570. FX 570 nhá. Tải đi, điện thoại đã tải được rồi. Tải thầy cái app này nha, gõ ra FX. Có rồi. Đấy thì bấm trên điện thoại đấy. Ok chưa? Nào luyện tập một bài okay. Nhé. Để mình sang phần khác nào. Không mất thời gian phần này quá vì phần này dễ. Làm thầy bài 38 nào. Làm thầy 38 nha. 38 là làm gì? Thầy cho đúng 1 phút thôi. Làm nhanh thầy 38 nào. Bài này dễ. Bài nào xong chắc sẽ đáp án nhé. Một phút sau thì gọi bạn làm cho thầy. Đúng 4:27.
Kết quả chưa? Chưa có ai ra à? Chậm nhỉ? Nào, phanh nào, phanh A4 nào. Kết quả bao nhiêu? Phanh em vẫn đang tính ạ. Ừ, nhanh lên. Em vẫn đang tính. Trong lúc chờ đợi thì gọi bạn làm nha. Linh nào, Linh D4 nào. Linh D4. Dạ. Nào đầu tiên ta xác định là gì? D bằng R trừ D trừ M. Ok, y phải bằng gì nhỉ Linh nhỉ? M bình trừ 4M đúng trên rồi. X cộng M bình. Nhờ tốt rồi đấy. Yêu cầu bài toán phải mang dấu dương hay âm nhỉ? Yêu cầu của bài toán dương hay âm? Âm. Âm, đúng rồi, âm. Với mọi x khác trừ m không? Âm. Vậy tương đương gì nhỉ? Thầy nói trước là thầy ghi này là hơi ẩu. M bình trừ 4M trên. Thầy ghi cái này hơi ẩu đấy. Ừ, vâng. Tức là m bình trừ 4M. À, m bình trừ 4. Casio cho thầy m thuộc khoảng nào? Bốn với không ạ. Cụ thể không phải phương trình, đây là bất phương trình em ơi. Bấm hẳn bất phương trình ra cho thầy. Các bạn chú ý nhá, bấm hẳn cái bất phương trình ra, chứ đừng bấm phương trình, hiểu chưa? Bấm hẳn cái bất ra. Cho bao nhiêu Linh nhỉ? Không thể mấy nhà Linh à? Đâu thế? Không. Không nên 4. Không nên 4 rồi. Không nên 4 có mấy giá trị nguyên nhà Linh nhỉ? Không thể 4 có mấy nguyên. Có những giá trị nguyên nào? Nhớ của em là không có dấu bằng 2 đầu mút nhá. Không có dấu bằng 2 đầu mút có mấy giá trị nguyên nhỉ? Có. Và giá trị 1 này, giá trị 2 này, giá trị mấy? Giá trị 3 thôi. Có 3. 3 nguyên thôi đúng 3 không? 3 giá trị nguyên. Vì đề bài của mình là không có đầu mút. Sao thế? Không hiểu chỗ này á? Không hiểu à? Không có đầu mút nghĩa là sao ạ? Em nhìn này, ngoặc tròn mà, ngoặc tròn tức là mình có lấy không không? Mình không lấy không mà mình không lấy 4. Em hiểu chưa, ngoặc tròn mà. Ngoặc vuông là lấy, ngoặc tròn là không lấy, có nhớ không nhỉ? Vâng. Tức là mình chỉ lấy m 1 2 3 thôi, vậy có mấy rồi? Vâng. 3m. Vậy đáp án gì nhỉ? Đáp án C. Ok chưa? Mời đứa quen bài này chưa nhỉ? Vâng. Dạng 2 là bài dạng dễ nhá. Cố gắng làm ở nhà cho thầy. Tất cả ra đáp án hết chưa? Để mình vào dạng 3 nào. Dạng 3 khó hơn chút đấy. Hồi luyện tập tiếp dạng 2 cho quen đi đã. Nào. Làm thêm cho thầy câu. Làm thêm cho thầy câu 37 nào. Làm gì? Làm thêm câu 37 cho thầy đi. Làm thêm này câu 37 nhé. Một phút làm thì để gọi.
37B. B, B. Ok, thầy gọi một đứa làm nhá. Nào, làm nhanh cho thầy nào. Hiệp nào. Có Hiệp ở đây không? Đây ạ. Làm cho thầy nào, điều kiện là gì nhỉ? Nó xác định là gì? Điều kiện là D thuộc R trên bằng M trừ đi, không phải trên M. Trừ đi M. Ok nào. Y phẩy bằng bao nhiêu em? Được, thầy y phẩy bằng M bình. M bình á? Trừ cho. Không phải M bình đâu. M. A là M, đây là trừ M không? Vậy phải là trừ M bình. Em hiểu không? AD mà. Các bạn chú ý cho thầy nhá. X cộng A, C cộng D đúng không? Thì ví dụ như kiểu là X trừ M ấy. X trừ M thì D mình phải là gì nhỉ? D mình phải bằng trừ M mới đúng. Em hiểu không? Không phải D bằng M đâu. Hiểu không? Phải có dạng là cộng. Rồi, trừ đi gì nhỉ? Trừ đi M ngoặc gì? Trừ BC, trừ 2M, trừ 3 đúng không? Mẫu là gì nhỉ? Trên X trừ M bình. Rút gọn lại bằng gì? X trừ M tất cả bình. Bây giờ rút gọn lại bằng gì nhỉ? Rút lại bằng trừ M bình. 2M cộng 3. Đúng rồi, trên x trừ m bình đúng không? Trên x trừ m bình. Nào, yêu cầu bài toán đúng không nhỉ? Y phẩy ở thế nào? Y phẩy phải lớn hơn bằng 0 ạ. Phải lớn bằng 0 á, rồi ôi. Lớn. Lớn hơn 0 thôi, vì đây là hàm gì nhỉ? Đây là hàm bậc 1 trên bậc 1, em nhớ không? Tương đương gì nhỉ? Tương đương gì? Trừ M bình cộng 2M cộng 3 phải lớn hơn gì đây? Lớn hơn 0 thôi. Em ca siêu cho thầy đi. Còn mấy đứa thầy biết sao này? Vì mẫu hơn dương rồi đúng không? Mình bỏ đi. Ca siêu cho thầy M trong khoảng nào nhỉ? Rồi trong khoảng trừ 1 đến 3. Trừ 1 đến mấy? Đến 3. Đến à, trừ 1 đến 3 có mấy giá trị nguyên nhỉ em nhỉ? Có mấy giá trị nguyên? Là những giá trị nào? Có 1 ạ. 1 giá trị nguyên đấy ạ? 2 ạ. 0, 1 với cả 2. Tức là có mấy M ở đây? 3. Có 3 M đáp án gì nhỉ? Có 3 M. Là B. Em hiểu chưa? B. Nghe này. Các khoảng này là khoảng bé đúng không? Thì chúng mày có thể liệt kê được M nguyên ra. Nhưng mà gặp khoảng to như kiểu là từ trừ 100 đến 100 chẳng hạn, thì mình liệt kê kiểu gì? Thì bây giờ mình còn nốt nhỏ, một cái nốt nhỏ như sau này. Một cái nốt nha. Một cái nốt nha. Nếu M ấy, M thuộc cái khoảng từ A đến B, tất nhiên là với AB thuộc Z nha. AB là số nguyên, hiểu không? Thì suy ra ngay là số giá trị nguyên của M là số giá trị nguyên, số M nguyên. Số M nguyên sẽ là bao nhiêu? Sẽ là B trừ cho A, lấy đít trừ đầu rồi cộng thêm 1. Ok không nhỉ? Một cái nốt nhanh nhá. Một cái nốt nhanh. Mấy đứa chú ý cho thầy nhá. Ngoặc này của thầy là ngoặc vuông, tức là thầy lấy cả hai đầu mút A và B. Mấy đứa hiểu không? Lấy đầu mút A và B. Hiểu chưa nhỉ? Thì số giá trị nguyên sẽ là B đít trừ đầu rồi cộng thêm 1. Ok không? Đây là cái nốt nhá. Cái nốt nhá. Thầy lấy ví dụ này. Ví dụ nhỏ này. Ví dụ M thuộc cái khoảng từ trừ 100 này. Vừa nhiên thầy vừa nói đấy.
đến 200 đi. Vậy có mấy màu nguyên nhỉ? Vậy có mấy màu nguyên ở mấy đứa? Có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Có 200 này là số đầu này, đít này. Trừ đi đầu tức là trừ đi 100 không? Cộng 1 bằng 301 số nguyên. Hiểu không nhỉ? Hiểu quy tắc ý không? Nhớ hai đầu phải ngoặc vuông nhá. Thế bây giờ thầy hỏi này. Nếu mà thuộc cái khoảng từ trừ 2 đi đến 15 chẳng hạn, ngoặc vuông đối biết của mấy số nguyên? Có bao nhiêu mờ thuộc Z? Nào mấy đứa? Có bao nhiêu mờ thuộc Z? Mười sáu. Nào, nhìn cho thầy nhá, nhìn cho thầy này. 17. 17 mới đúng. Nhìn nhá. À cái khoang này ngoặc tròn chạy từ trừ 2 không? Tức là thầy không lấy trừ 2 không? Tức là mình chỉ lấy m chạy bao nhiêu? M sẽ chạy từ trừ 1 đến đâu? Đến bao nhiêu nhỉ? Đến 15 không? M sẽ chạy từ trừ 1 đến 15. Thì có bao nhiêu nhỉ? Suy ra có bao nhiêu? Có 15 trừ đi trừ 1 không? Cộng 1 bằng 17 nguyên nhá. Bằng 17 giá trị nguyên nhá. Cẩn thận cái đấy. Ok chưa? Phải là 17 nhá. Không phải 16 đâu. Mình thấy ở chỗ này không? Ngoặc tròn tại trừ 2. Tức là không lấy trừ 2 mà. Thì mình, tức là mình m chạy tới bao nhiêu? M phải là bao nhiêu nhỉ? Thuộc từ trừ 1 không? Trừ 1 đến 15 không? Hiểu vấn đề chưa? Đấy. 17 giá trị nguyên nhá. Đơn giản thôi. Hiểu cái nốt chưa? Đóng khung thành cái nốt vào nhá. Đít trừ đầu rồi cộng thêm 1. Nhưng mà nhớ là chỗ này ngoặc vuông nhá, khoảng ngoặc tròn nhá. Nếu mà ngoặc tròn tại đâu ấy thì mình trừ thêm 1 tại đấy. Đơn giản thôi. Mình sang dạng 3 nào. Dạng 3 dạng khó này. Chắc dạy được nửa đầu thôi. Dạng 3 là tìm m để hàm số đồng biến nghịch biến trên mặt khoảng. Trên khoảng. Trên khoảng. Đồng biến biến trên một một khoảng. À trên khoảng nó khó nhiều so với trên trên R đấy, chúng ta xác định đấy. Lý thuyết tương tự nhá, thầy sẽ làm với lớp hàm trước. Thầy sẽ làm với lớp hàm là bài toán 1. Bài toán 1. Thầy sẽ làm mấy bài toán 1 trước. Hôm nay mình học bài toán này thôi. Buổi sau mình sẽ học mấy cái khác. Bài toán 1 là với hàm bậc nhất trên bậc nhất. X cộng D. Rồi, câu hỏi của thầy là đồng biến hay là nghịch biến trên K? Trên K. Ok không nhỉ? Để sơ đồ làm nhá. Nào, thầy sẽ lấy ví dụ con này, ví dụ 7 này, cho mình hiểu luôn này. Thầy cho Y bằng mx trừ 1 chia cho mx cộng 1 đi nhá, chia cho x
trừ m. Câu hỏi này là tìm m để hàm số đồng biến m đi, tìm m để hàm số đồng biến trên cái khoảng từ trừ 2 cho tới 3. Rồi, đồng biến trên khoảng từ trừ 2 đến 3. Ok nhá. Đồng biến trên khoảng từ trừ 2 đến 3. Rồi, thì cách làm này như sau này. Chết xong đấy chưa? Cách làm như sau này. Đầu tiên nhá, là mình phải điều kiện trước. Điều kiện là gì nhỉ? X cộng M khác không không? Vậy tương đương ngay là M khác gì mấy đứa nhỉ? M khác chứ X không? À, bây giờ mình bình luận như sau này. M khác chứ X nhá. Mình sẽ bình luận như sau này. Vì X thuộc khoảng từ trừ 23 nên suy ra chứ X thuộc khoảng nào mấy đứa nhỉ? Chứ X sẽ thuộc khoảng nào? Chứ X thuộc khoảng gì nhỉ? Trừ 3 là 2. Đúng rồi, trừ 3 đến 2. Có hiểu không? Thế nhân với trừ 1 vào. Nhân với trừ 1 vào. Nó sẽ là trừ 3, 2 không? Nhân cái ô này với trừ 1 này. Thì 2 nhân với trừ 1 là 2 không? Trừ 3 không? Sắp xếp lại theo từ bé đến lớn. Nhờ vấn đề không nhỉ? Trừ 3, 2. À nhưng mà... Đúng không? Vậy suy ra ngay là M khác trừ X không? Tức là phải khác gì nhỉ? Khác cái trừ 3, 2. Tức là trục số mình ngay này. Trục số đây nhá. Trục số đây. Thầy bỏ đi gì nhỉ? Thầy bỏ đi cái trừ 32. Thầy bỏ đi trừ 32. À vậy mình chẳng nhìn trắng cái gì nhỉ? Trắng trắng đi từ cái khoảng âm vô cùng đến trừ 3. Và từ 2 đến dương vô cùng không? Tức là suy ra gì nhỉ? Suy ra M thuộc khoảng nào? M nó sẽ phải gì đây? Trắng khoảng từ âm vô cùng đến trừ 3. Tức là phải nhỏ bao nhiêu? Nhỏ bằng trừ 3 không? Và M phải lớn bằng bao nhiêu? Lớn bằng 2. Thầy gọi đây là 1. Mà đi hiểu chưa đã? Hiểu được dòng này không? Ok không nhỉ? Hiểu được dòng này không nhỉ? M khác trừ x. M trừ x của mình thuộc khoảng trừ 32 không? Tức là M phải khác cái khoảng trừ 32 nhỉ? Bỏ cái khoảng trừ 32 đi. Cả trục số bỏ trừ 32 đi. Vậy mình trắng cái gì? Trắng từ âm vô cùng đến trừ 3 và 2 đến dương vô cùng. Có dấu bằng nhá. Ok chưa? Bước thứ 2 này. Bước đầu tiên là vậy. Bước thứ hai mình đạo hàm y phẩy bằng bao nhiêu? Y phẩy là gì nhỉ? Nó sẽ là m bình trừ 1 đâu. Chia cho x cộng 1, x cộng m tất cả bình. Câu hỏi thì là đồng biến không? Đồng biến tức là phải dương chưa? Với mọi x thuộc khoảng từ bao nhiêu? Trừ 23. Thì quy đồng thôi. Quy đồng tức là m bình trừ 1 phải dương không? K siêu cho thầy là m lớn 1 hoặc là m nhỏ hơn trừ 1 đấy. Thầy gọi đây là 2. Vậy kết luận của mình nhá. Kết luận của mình này. Vậy m phải thuộc cái 1 rồi giao với 2 nhá. M thuộc 1 giao 2 không? À vẽ được trục số ra. Vẽ trục số ra. Nào cái 1 này, cái 1 của mình là trừ 3 này. Đến 2 này. Nhỏ hơn trừ 3 quay bên tay trái. Lớn hơn 2 quay bên tay phải. Bỏ cái gì? Bỏ cái giữa đi. Đúng không? Cái 2 của mình là gì? Cái 2 của mình là lớn hơn 1. 1 ở đây. Lớn hơn 1 này. Quay bên tay phải này. Trừ 1 đâu? Trừ 1 ở đây không? À. Quay bên tay trái này. Bỏ cái gì? Bỏ cái giữa. Vậy mấy đứa nhìn trắng cái gì nhỉ? Vẫn trắng cái khoảng này đúng không? Vậy quyết định bằng gì đó? Bằng âm vô cùng đến trừ 3. Hợp với gì nhỉ? Hợp với cả 2 đến dương vô cùng. Hiểu cách làm này chưa? Tức là nó cồng kềnh hơn ở chỗ. Ở bài trước của mình ý, là mình chỉ cần làm bước thứ 2 thôi. Đúng không? Nhưng bài này khó ở chỗ là gì? Là mình phải làm bước thứ nhất nữa. Đấy, nó cồng kềnh hơn chỗ đấy. Mới đây hiểu ý không nhỉ? Cồng kềnh hơn một chút nha.
Đọc đi, thắc mắc cho nó hỏi thì luôn nhá, đừng có mà ngại, ngại là thiệt chúng mày đấy, đấy trước. Vì nhóm này thì dạy chậm đấy. Chắc được cái cơ bản đã được học nâng cao sau. Bài này đi thi là bài 7 cộng rồi đấy, trên 7 điểm rồi. Thoải mái lên, không khó lắm đâu. Cô đọc vào bài trên 7. Dễ thế này thôi. Thắc mắc gì cái này không? Thế chữa hai bài tương tự nhá. Ok mấy đứa nhỉ? Thế chuyển nhá. Nào. Ok không? Chuyển được chưa? Nhớ là hai bước nhá. Bước một điều kiện này. Bước hai là y phẩy. Cái m cuối cùng mình phải là một giao hai nhá. Phải lấy giao thầy nhá. Ok không? Thế chuyển bài này. Thế chữa hai bài ví dụ 7, ví dụ 8 tương tự. Thế cho y 2m cộng 1 nhân x trừ đi m chia cho gì? Chia cho là x thôi đơn giản x trừ m hai x trừ m đi hai x trừ m cái này câu hỏi là đồng biến trên khoảng từ trừ ba đến năm. Ok, đồng biến trên trừ ba đến năm vẫn tương tự nhá. Nào. Thì sửa chút này cộng m cho nó có nhiệm nhá, cho có nhiệm đi. Nào. Đầu tiên điều kiện này. Điều kiện là gì nhỉ? 2x cộng m phải khác. Khác không không? Tức là x khác gì nhỉ? X khác gì mày đã? Bài này mình phải làm ngược lại, tức là m khác gì? M khác trừ 2x không? M khác trừ 2x nhá. Bây mình ghi này. Vì x thuộc khoảng từ trừ 3 đến 5 không? Nên suy ra ngay 2x thuộc khoảng gì? 2x mình chỉ nhân 2 vào thôi. Nó là trừ 6 đến 5 không? Trừ 6 đến 10. Vậy suy ra ngay trừ 2x thuộc khoảng gì nhỉ? Trừ 2x thuộc khoảng gì? Nhân với trừ 2 vào. Nhân với trừ 2 vào nó sẽ là gì nhỉ? Từ trừ 20 đến bao nhiêu? Từ trừ 20 đến bao nhiêu nhỉ? Đến 10. 12. Mới đi hiểu đấy. Mà đâu mày suy ra ngay m khác trừ 2x không? Tức là phải khác gì nhỉ? Khác cái khoảng trừ 20 đến 12 chưa? Đây trục số đây. Trục số đây. Đây là trừ 20. Đây là 12 này. Khác cái khoảng này thì mình phải bỏ đi không? Mình bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Tức là mình nhìn trắng cái gì nhỉ? Nhìn trắng cái gì? Tức là m phải nhỏ là bằng trừ 20 không? Hoặc là m phải lớn bao nhiêu? Lớn hơn 12. Ok nhỉ? Thì có đây là 1. Được chưa? Bên này vẫn thế. Y phải là bao nhiêu? Y phải là sẽ là m này nhân với cả 2m cộng 1 này. Đúng không? Cộng với cả 2m này. Trừ trừ là cộng mà. Chia gì nhỉ? Chia cho 2x cộng m
tất cả bình này, đúng không? Nó phải dương. Phải dương với mọi x thế nào nhỉ? Cái này yêu cầu phải dương. Phải lớn hơn 0 với mọi x. Với mọi x. X từ khoảng nào? X từ khoảng từ trừ 3 cho tới tới 5, đúng không? À, thầy rút gọn nhá. Y phải sẽ bằng gì nhỉ? Y phải sẽ bằng gì? Sẽ là 2m bình không? Cộng với cả 3m chia cho 2x cộng m. Phải dương không? Thầy quy ông lên. Thầy quy ông lên sẽ là 2m bình cộng 3m. Phải dương. Thì các bạn KCO cho thầy đi, KCO cho thầy. Mình ra m lớn hay không đấy? Sao? Sao cái điều kiện lại phải nhân 2 lần 2 cơ? Để cho dòng là bước đầu tiên á. Ở cái chỗ vì ấy. Phải nhân 2 lần 2 à? Sorry. Nhân 1 lần 2 thôi. 2 thuộc khoảng này vậy trừ x thuộc khoảng gì nhỉ? Trừ 2x. Mình nhân với trừ 1 vào đúng không? Nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là trừ 10 đến 6. Sorry bước này nhé. Sẽ là trừ 10 đến 6. Trừ 10 đến 6 này. Vậy đây sẽ sửa thành gì nhỉ? Sửa cho thầy thôi. Trừ 10 đến 6. Bọn mình tính cho thầy cái này m lớn hơn 0 này. Và m nó bao nhiêu nhỉ? Trừ 3 phần 2 thì gọi là 2 đúng không? Vậy kết luận của mình ý, là m thuộc gì nhỉ? 1 ra với 2 không? Bằng cái gì? Nào là vẽ trục số ra. Vẽ trục số ra cho thầy. Nào, cái 1 nhá. Cái 1 đây là trừ 10 đây này. Đây là trừ 10. Đây là 6 không? Nhỏ hơn, lớn hơn 6. Bỏ cái giữa đi. Đúng không? Cái 2. Cái 2 là gì? M lớn hơn 0, 0 ở đây. Lớn hơn 0. Nhỏ hơn trừ 3 phần 2. Nhỏ hơn đúng không? Bỏ cái giữa đi. À vẫn chẳng cái gì nhỉ? Vẫn chẳng cái gì? Vẫn chẳng cái từ âm vô cùng đến bao nhiêu? Đến trừ 10 có dấu ngoặc vuông nhé. Hợp với gì nhỉ? Hợp với cả 6 đến vô cùng. Đấy. Hai bài cơ bản nhé. Hiểu cách làm dạng này chưa? Đọc qua đi. Thắc mắc chỗ nào hỏi luôn thầy. Nó khó hơn ở chỗ là mình có bước 1 nhé. Bước 1 là cùng cảnh hơn một chút đấy. Xong chưa?
Nào, mình làm một bài tương tự nhá. Tương tự nào. Làm thì bài 40 nào. Câu 40 nào ra bao nhiêu? 40 nào. Thì có mấy câu tương tự đây? 40. Cho hiểu nhá. Một phút làm thử nào. 40 nhá. Thế là bao nhiêu? Có ra bán chưa? Rồi bọn đấy cùng làm cái này nha, xem còn làm hay không. Hiền nào, Hiền D4 nào. Có đây không? Dạ. Nào làm cùng thầy nào. Điều kiện là gì nhỉ? Điều kiện là to lên thì bé đi. Điều kiện là x trừ m khác không. Đúng rồi, x trừ m khác không. Vậy m khác gì nhỉ? M khác gì? Có đâu rồi? Mà khác gì em nhỉ? Mà khác x đúng không? Mà x thì bằng cho khoảng nào? X thì bằng cho khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Tức là mở bởi khác từ 0 đến dương vô cùng không? Cả trục số đây. Cả trục số đây. À đây là 0 này này. Khác bỏ cái này đi đúng không? Vậy mình trắng cái gì nhỉ? Trắng cái từ âm vô cùng đến 0 không? Vậy suy ra ngay m phải nhỏ bằng 0. Thì có đây là 1. Hiểu chưa? Nó y phải bằng gì nhỉ? Y phải bằng gì? Hiền đâu? Đọc to lên Hiền. Đọc bé đi. Như thầy y. Thì chẳng nghe gì cả. Alo, thầy nghe thấy gì không ạ? Rồi rồi đấy. Y phải bằng gì? Bằng gì Hiền nhỉ? Không, chẳng nghe gì à? Thôi gọi đứa khác đây. Gọi bạn khác nha. Nào. Ánh nào, ánh D6 nào. Nói tiếp cho thầy nào. Thầy y phải bằng trừ m bình cộng 4 trên x trừ m tất cả bình ạ. Rồi x trừ m bình. Rồi yêu cầu bài toán lớn hay không hay nhỏ hơn không nhỉ? Dương hay âm? Yêu cầu bài toán là âm ạ. À, âm dương ạ. Dương. Dương ạ. Đúng rồi, tương đương gì nhỉ? Quy ông lên đi. Phải mang dấu. Ca siêu cho thầy m ra khoảng nào? Mở cửa cái gì? Mở trong khoảng trừ 2 đến 2 ạ. Rồi, gọi là 2 đúng không? Kết luận là gì nhỉ em nhỉ? Kết luận là mở thuộc cái gì nhỉ? Không thể...
M thuộc 1 giao với cả 2 là cùng với trục số nhá. Cùng vẽ trục số này. Mấy đứa chưa làm quen vẽ trục số cho thầy cho quen nhá. Cái 1 là nhỏ hơn 0 này, số 0 đây đúng không? Nhỏ hơn 0 tức bỏ cái gì đi nhỉ? Bỏ thằng của đời đi. Đúng không? Cái 2 của mình là gì nhỉ? Trong khoảng trừ 2 tới 2 đúng không? Mình bỏ đi đi nhỉ? Mình bỏ cái ngoài đi. Hiểu chưa? Em nhìn trắng cái gì nhỉ? Em nhìn trắng cái gì? Trắng từ trừ 2 đến 0 không? Vậy cái này là trừ 2 đến mấy? Đến 0. À trong khoảng này có mấy số nguyên à? Thánh. Hai có mấy màu nguyên nhỉ anh nhỉ? Trong khoảng này có trừ 1 với 0 ạ. Đúng rồi, có trừ 1 với 0 là số nguyên. Vậy có mấy màu nguyên? Có 2M. Mà xin ra đáp án gì nhỉ? Đáp án B. Biết cái làm bài này chưa? Mấy đứa hiểu cái làm bài này không nhỉ? Thắc mắc gì cách làm dạng này không? Nói chung là mình chỉ thêm một bước nữa thôi đúng không? Buổi sau khó hơn đấy nhá. Buổi sau là mình bậc 3, bậc 4 khó hơn đấy. Đấy. Thì bài tập về nhà này. Làm này dạng 2 này. Dạng 2 này. Cái đầu tiên này. Khoanh vào nhá. Dạng 3 này. Làm thì thấy câu 41. 40 là chữa rồi. 41 đến 44 thôi. 4 câu thôi. 41 đến 44 thôi. Ok. Đấy. Buổi sau thì bắt chụp vở ngẫu nhiên đấy nhá. Chụp vở làm cho thầy đấy. Chụp vở bài làm đấy, không phải đọc đáp án đâu. Ok chưa? Thắc mắc gì không? Đọc kỹ, xem lại video nhé. Lát thì gửi video lên nhóm sau. Thắc mắc cho nào nhắn tin Facebook hỏi thầy nhé. Hoặc Zalo cũng được. Tùy mấy đứa. Ok nhỉ? Chơi được hết bài tập về nhà chưa? Nghỉ nhá mấy đứa nhá. Nghỉ nhá. Em chào thầy.